Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là một cái mẫu thiệp hoa rất là dễ thương. Các bạn có thể dùng để tặng thiệp sinh nhật hoặc là chúc mừng một ai đó nha các bạn. Đây, bạn ơi, đây. Các bạn có thể dùng giấy trắng rồi mình sẽ vẽ lên. Lên để trang trí những bông hoa 7 màu giống nhau, hoặc là mình sẽ dùng giấy màu khác nhau, đây 7 màu khác nhau để mình làm một cái thiệp hoa có 7 sắc màu, 7 bông hoa khác nhau như thế này nha các bạn. Đây, bông hoa sẽ tự bông ra, khi mình gấp lại là hoa nó sẽ tự xếp vào luôn. Và bây giờ chúng mình cùng làm nha các bạn. Mình sẽ làm cái thiệp bằng hoa nha các bạn. Mình sẽ có 7 tờ giấy màu như thế này nha các bạn. Mình thích nhiều màu á thì mình sẽ làm 7 cái bông hoa là 7 màu khác nhau nha. Mình sẽ có một cái bìa cứng như thế này nha các bạn. Bằng có thể là cái kích cỡ là khoảng bằng tờ giấy A4 đó các bạn. Các bạn sẽ gấp đôi lại về để mình làm cái tấm thiệp bao ở ngoài đó. Mình để đây và mình sẽ cắt 7 cái bông hoa nha các bạn. Mình thích hoa nhiều màu thì mình sẽ làm 7 tờ giấy màu khác nhau. Bạn nào các bạn thích, còn các bạn thích màu gì thì các bạn sẽ cắt một cái 7 tờ giấy cùng một màu. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt nha. Tờ giấy màu này là có thể là mình sẽ bằng cái tấm thiệp này nè các bạn. Kích thước sẽ bằng cái tấm này đó. Và mình sẽ gấp, mình cắt nha các bạn. Gấp để mình cắt cái hoa. Cắt cái bông cũng đơn giản thôi các bạn ơi. Mình gấp thì mình gấp đây đi, để cái màu nó nằm ở bên trong. Gấp đôi tờ giấy màu lại và mình gấp lại làm tư. Sau đó mình sẽ gấp một lần nữa nha các bạn. Gấp như thế này. Và bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt nha các bạn, mình cắt vòng như thế này nè. Mình cắt vòng từ đây. Hai mí đây. Mình vòng bầu qua bên đây, hai mí hai bên là bằng nhau nha. Mí bên đây mình bầu qua như thế này. Đó. Mình bắt đầu cắt nha các bạn. Mình có thể sửa cho cái dòng mình nó ngang hay là nó đều. Đây. Bạn ơi, mình có một cái bông hoa như thế này nha các bạn. Và mình sẽ cắt 6 cái bông còn lại giống như cái này luôn nha các bạn. Để qua một bên, tiếp tục mình sẽ cắt những cái bông tiếp theo á. Mình có thể mình gấp giấy lại xong rồi mình lấy cái bông này là mình đo theo cái bông đó mình cắt cho nó đều, cho cắt để những cái bông hoa của mình nó sẽ được bằng nhau luôn. Luôn nha các bạn.
tiếp tục là mình sẽ cắt hết. Sau khi mình cắt xong 7 cái bông hoa này rồi các bạn, mình sẽ làm 7 bông hoa 7 màu sắc. Cắt một cánh đi, cắt một cánh hoa ra nha các bạn. Mình lấy keo mình dán lại, mình dán bông hoa lại như thế này nha. Sáu bông còn lại mình cũng sẽ làm như vậy luôn nha các bạn. Mình cắt xong mình sẽ có 7 bông hoa như thế này bạn ơi. Mình cắt mình dán lại, giờ mình dán những bông hoa này lại với nhau nha. Dán một chút xíu ở đây thôi nha.
đã dán xong cái bông rồi các bạn ơi, tiếp theo mình sẽ dán bông vô cái thiệp nha. Chúng ta đợi khoảng 5 phút cho hồ khô nha các bạn. Cái keo khô lại chúng ta sẽ mở ra. Nãy giờ chắc hồ khô rồi, bây giờ mình mở ra nha các bạn. Và từ từ ra xem thành quả của mình nè. Wow, hồ cũng chưa, keo cũng chưa được khô lắm đây các bạn. Sửa sơ sơ nha, cho những cánh hoa này nó bông ra chút, nên là hồ nó chưa được chín lắm mà tróc ra đây các bạn. Mình có cái thiệp hoa, 7 bông hoa màu sắc khác nhau đây. Mở ra thì các bông hoa nó sẽ tự bông ra hết nha các bạn. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn làm thành công.